Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Kính thưa Bồ Tát, kính thưa Ngài, kính thưa Thầy Tâm Tạng, cũng thưa tất cả anh chị em, còn xin kể một câu chuyện trong tiểu sử của Ngài Tuyên Hóa. Tôi có một người bạn học hành trong 15 năm, dù chỉ đến trường trong 2 năm rưỡi, tôi vẫn học hơn người đó. Tôi học Tứ Thư Ngũ Kinh, 7 quyển trong 8 quyển cổ văn, 15 quyển sách về y dược, bói toán, kinh dịch, tinh tường. Đến năm 18 tuổi, không còn gì để cho tôi học. Tuy nhiên, tôi không hề thực hành nên không rành về những môn đó. Tuy biết cách đoán số mạng con người dựa vào ngày tháng năm sinh để có kết quả chính xác, nhưng tôi không làm vì đó không phải là con đường rốt ráo. Tôi học rất nhiều sách về y dược vì ông thân muốn mình hành nghề y sĩ để có cuộc sống sung túc. Lúc học xong, tôi có thể trị bệnh cho người khác. Tôi cũng biết rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm vì thầy tôi cũng là y sĩ. Ông thường bảo tôi bắt mạch cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tôi không thích làm nghề thầy thuốc. Giàu nàng, nghèo nàng, tôi không muốn kiếm tiền bạc và rất ghê tởm vì nghĩ rằng chúng là vật bất tình dơ bẩn. Và đặc biệt, ngày làm việc ra chúng bằng những phương thức bất chánh. Tôi suy nghĩ, nếu có thể trị bệnh cứu người trong 99 người trong 100 người, nhưng có thể làm hại một người cuối cùng, thế thì làm sao đối mặt với người đó? Đây là lý do tại sao tôi không muốn làm y sĩ. Lúc học hành, dĩ nhiên gặp rất nhiều điều phiền toái. Ban đầu, tôi học rất chậm chạp, nên bị người khác kính chê, chưa bao giờ gặp đứa ngu đần như vậy. Ngay cả 8 câu đầu trong Tam Tử Kinh, nó cũng không thể học nổi. Một khi đã nhập vào cửa, tôi học rất máu chóng, học chậm chạp, người khác khinh rẽ, học màu chóng, họ lại ghen ghét đố kỵ. Có lẽ do không biết cách làm thầy giáo, nên vì thầy khen tôi trước lớp. Trong 60 năm dạy học, thầy chưa từng gặp một học sinh nào thông minh như vậy, tương lai chắc nó sẽ làm được việc đại sự. Vừa khen người, phiền toái lại đến, đó là con gái. Không cần giải thích, chắc ai cũng hiểu rõ điều này. Quý vị không cười gì cả trong lúc tôi nói giống dài, nhưng bây giờ có lẽ là cười to. Chắc rằng quý vị biết cô bạn học của tôi nghĩ gì. Nghe lời khen ngợi của vị thầy, cô ta muốn làm, xem tôi làm được đại sự gì trong tương lai. Vừa đứng dậy để học bài, cô gái đó liền đá tôi một cú. Tôi không biết rõ cô ta là người như thế nào. Dù 16 tuổi, tôi không hiểu gì về tình cảm trai gái, nhất là tâm lý của phái nữ. Tôi trợn mắt nhìn cô ta, bảo: "Cô muốn đập tôi một trận à?" Cô ta sợ hãi bỏ chạy. Tôi nghĩ rằng mình đã dẹp được phiền toái. Quý vị hãy đoán xem, việc đó là gì? Trở về nhà, cô ta nhờ Mai, bà Mai đến gặp mẹ tôi, bảo rằng gia đình cô ta không có muốn tiền bạc hay quà cáp gì cả, mà chỉ muốn sự đồng ý của mẹ tôi. Mẹ tôi rất mừng. Vừa trở về nhà, mẹ tôi bảo: "Cô bạn gái của con nhờ bà Mai đến đây nói rằng gia đình cô ta không muốn gì hết trừ việc đồng ý của mẹ. Họ sẵn sàng gửi cô ấy đến vô điều kiện." Tôi hỏi: "Thưa mẹ, vậy mẹ có đồng ý không?" Mẹ đợi con trở về nhà rồi mới hỏi ý: "Thưa mẹ, mẹ ít ra cũng hiểu việc này, bằng không thì chắc con sẽ bỏ nhà đi tu." "Con chớ đi tu ngay bây giờ. Thưa mẹ, nếu không muốn con xuất gia thì mẹ đừng hứa gì với cô ta điều gì nữa." "Được rồi." Đây là cách mà tôi dẹp bỏ phiền toái lúc còn 16 tuổi. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát.